Xin chào các bạn, đây là video hướng dẫn cách cài đặt plugin cho Adobe Audition CC. Tôi tin chắc rằng có rất nhiều bạn đang vọc Adobe Audition CC và không biết cách cài đặt plugin. Cho dù có tìm hiểu các video bản CS5 hay CS6 trên mạng. Trong video này tôi xin nói qua cho các bạn chưa biết hiểu một chút về cách thức hoạt động của phần mềm Adobe Audition CC để các bạn có thể hiểu và dễ dàng cài đặt. Hơn là cài đặt mù mờ mà chẳng biết gì lần sau lại phải tìm kiếm lại thông tin. Như chúng ta đã biết thì ở phiên bản trước, Adobe Audition là phiên bản 32 bit. Chính vì thế việc cài đặt các plugin rất đơn giản vì các plugin đó đều là 32 bit. Đó là thủa sơ khai nhưng cho đến nay Adobe Audition CC đã được phát hành và nó chạy trên nền 64 bit. Họ có những dự án phát triển Adobe Audition lớn hơn, mạnh mẽ hơn cho người dùng làm việc với phần mềm chuyên nghiệp hơn. Về cơ bản thì các phần mềm chạy trên nền 64 bit sẽ chạy tốt hơn 32 bit cho phép truy cập bộ nhớ lớn hơn nhưng nó lại cải thiện hiệu suất trong nhiều lĩnh vực cho phép các tính năng trong các hệ thống phần cứng và hệ điều hành mới nhất được sử dụng hết. Có một số vấn đề, mặc dù có các plugin 32 bit không nguyên bản, các plugin cũ có thể tương thích với một số ứng dụng máy chủ 64 bit nhưng đa số là không tương thích. Trong gui e way và plugin của các tác giả, các hãng phần mềm lớn khác đã bắt đầu phát hành các phiên bản 64-bit cho công cụ của họ. Rất nhiều người còn sử dụng phiên bản cũ để thu hẹp khoảng cách cũng như tiền bạc của người dùng thì hãng Adobe đã cho ra một phần mềm là g -Bricker. Nếu như bạn nào quan tâm và hay thường xuyên sử dụng các phần mềm của hãng Adobe thì không lạ gì đến Phần mềm Adobe Bridge là một ứng dụng dùng để kết nối với các phần mềm khác, có thể gọi là bước đệm trung gian cho các ứng dụng khác sử dụng như Adobe Photoshop. Có thể hiểu theo một nghĩa hẹp là Bridge tạm dịch là cây cầu, mà cầu thì dùng để bắc ngang sông thì Adobe Bridge cũng như vậy, nó nối liền hai phần mềm và làm cho chúng dễ dàng sử dụng hơn. J Bridge cũng như vậy. Nói đơn giản hơn là họ biến các và đắc in 32 bit thành 64 bit. Tôi sẽ không nói nhiều. Các bạn có thể tìm hiểu sau để biết rõ hơn. Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cài đặt và đắc in cho Adobe Audition CC. Trước tiên bạn cần tải về phần mềm. Bạn vào Google. Tìm kiếm với thông tin Zbrigger for Windows. Đây là một phần mềm miễn phí, tôi đã cho một link ở dưới các bạn có thể click vào và tải về. Các bạn có thể tải về phiên bản GBrick 1.7 B3. Sau khi tải về, chúng ta tiến hành cài đặt bình thường. Để bắt đầu làm việc, chúng ta khởi động phần mềm. Ở bước 1 có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là dành cho máy chủ 32 bit và ở dưới là dành cho máy chủ 64 bit. Chúng ta đang làm việc trên nền 64 bit, vì vậy chúng ta chọn ô thứ hai. Ở mục thứ hai, chúng ta có thể để nguyên các dấu tích. Chúng ta chỉ quan tâm hai ô ở đây ở trên. Họ nói rằng tạo cầu nối tập tin trong một thư mục, bạn sẽ chỉ định họ nói rằng khuyến khích sử dụng. Và ô thứ hai, tạo cầu nối tập tin bên trong thư mục mỗi plugin của bạn sẽ chỉ định và họ không khuyến khích sử dụng. Ở đây chúng ta sẽ chọn ô thứ nhất. Khi bấm vào ô thứ nhất, phần mềm sẽ tự động đưa chúng ta đến thư mục VST plugin như đường dẫn của tôi đưa trên màn hình. Chúng ta chỉ việc bấm OK. Ở mục thứ tư chúng ta sẽ đưa đường dẫn đến một thư mục mà chúng ta sẽ chỉ định. Ở đây tôi không muốn lưu vào ổ C. Tôi sẽ lưu vào một thư mục khác ở ổ E. Thư mục bất kỳ. Chúng ta bấm OK. Đây là flag in của bên Cubasure và sẽ không dùng được. OK. Phần mềm thông báo đã tìm thấy 10 file plugin. Chúng ta bấm OK. Tiếp theo chúng ta sẽ vào mục Audition của chúng ta. Vào mục Effect Audio Plugin. Nếu Audition của bạn chưa tìm được đường dẫn như thế này, chúng ta sẽ bấm Default. Bấm Yes thì nó sẽ tự tự động tìm và đây vẫn chưa có đường dẫn tới thư mục chúng ta vừa tạo. Chúng ta sẽ bấm S tìm đến thư mục chúng ta tạo. Ở đây tôi để mục cài đặt VST plugin. Chúng ta chọn thư mục, chúng ta chọn scan for plugin. Nó sẽ tự động tìm. Ở đây tôi đã cài đặt hết các plugin, chính vì thế nó đã hiện hết ở đây. Chúng ta bấm OK bài hướng dẫn đến đây là hết chúc các bạn có những bài nhạc thu của cá nhân hay như ở các studio với các plugin chuyên nghiệp chúc các bạn thành công